hải cẩu sống thành bầy đàn vì nhiều lý do liên quan đến sự sinh tồn và sinh sản. Dưới đây là một số lý do chính. Bảo vệ khỏi kẻ thù, sống trong bầy đàn giúp hải cẩu giảm nguy cơ bị tấn công bởi các loài săn mồi như cá mập, cá voi sát thủ. Khi ở trong bầy, xác suất mỗi con bị tấn công sẽ giảm xuống và chúng có thể cảnh báo lẫn nhau về sự hiện diện của kẻ thù. Tìm kiếm thức ăn, sống thành bầy giúp hải cẩu tìm kiếm thức ăn hiệu quả hơn. Chúng có thể hợp tác để săn mồi hoặc chia sẻ thông tin về những khu vực có nhiều thức ăn. Sinh sản và chăm sóc con non. Các bãi biển hoặc đảo nơi hải cẩu tập trung đông đúc thường là những nơi lý tưởng để sinh sản. Các con được cạnh tranh để giành quyền giao phối với con cái, và việc sống thành bầy giúp con cái và con non được bảo vệ tốt hơn khỏi kẻ thù và các yếu tố môi trường. Học hỏi từ nhau, hải cẩu có thể học hỏi từ các thành viên khác trong bầy về các kỹ năng săn mồi, các địa điểm tìm kiếm thức ăn và cách đối phó với kẻ thù. Giao tiếp, sống thành bầy cũng tạo điều kiện cho hải cẩu phát triển các mối quan hệ, giúp chúng giao tiếp và hợp tác tốt hơn. Những lợi ích này góp phần giải thích tại sao